could be us. So back to what I was saying. Could be us. Sương Mịch chết mê Tạ Đình Phong không ngờ có ngày ngồi lên vai thần tượng. Không khó để nhận ra Sương Mịch thực sự say đắm Tạ Đình Phong, cô nàng không hề giấu giếm sự hâm mộ của mình đối với nam tài tử. Sương Mịch là một trong những nữ nghệ sĩ đáng ghen tị nhất của làng giải trí Trung Quốc. Từ nhỏ đến lớn, nữ diễn viên có quá trình phát triển nghiệp diễn tương đối suôn sẻ, thuận lợi, hầu như không có thăng trầm hay biến cố lớn. Khi còn nhỏ, Sương Mịch đã từng đóng phim của Châu Tinh Trì, trở thành sao nhí trong bộ phim Trạng Nguyên Tô Khất Nhi. Sau này trưởng thành, Sương Mịch chính thức bước chân vào làng giải trí. Tuy lúc đầu Sương Mịch không mấy nổi tiếng nhưng sự nghiệp của cô trong làng giải trí lại vô cùng hợp lý. Lúc đó, cô không được chú ý nhiều xuất hiện trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp với vai Tuyết Kiến và Thần Điều Đại Hiệp với Quách Tương. Sương Mịch dần gây được ấn tượng với khán giả, độ nổi tiếng và nhận biết của cô nàng trong làng giải trí ngày càng lên cao. Tiếp đó, Sương Mịch đột phá thành sao hạng A khi tham gia bộ phim Cùng Tỏa Tâm Ngọc, đóng cùng với Phùng Thiểu Phong. Kể từ đó, tên tuổi của nữ diễn viên lên như diều gặp gió. Liên tục xuất hiện trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng, đặc biệt là bộ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Sương Mịch thực sự đã đứng chắc chân trong ngành. Cô nàng cũng nhận được vô số các lời mời làm đại diện thương hiệu, nâng tầm hình ảnh lên rất nhiều. Mới đây, hình ảnh năm 15 tuổi của Sương Mịch bị lục lại, cư dân mạng để ý thấy Sương Mịch thực sự vô cùng yêu thích Tạ Đình Phong. Cô nàng dán poster của Tạ Đình Phong trong phòng của mình và thoải mái chụp ảnh tạo sáng cùng. Thực tế đã không dưới một lần Sương Mịch công khai thần tượng của mình là Tạ Đình Phong. Để hiện thực hóa ước mơ được gặp gỡ thần tượng, Sương Mịch đã tham gia các chương trình tạp ký cùng nam diễn viên. Trong tất cả các bức ảnh chụp lại, tương tác giữa hai người, không khó để nhận ra Sương Mịch thực sự say đắm Tạ Đình Phong. Cô nàng không hề giấu giếm sự hâm mộ của mình đối với nam tài tử. Như thể trời thấu lòng người, Sương Mịch còn được ngồi lên vai của thần tượng trong một trò chơi. Nhiều người sau khi nhìn thấy những hình ảnh này đã không thể không ghen tị ngưỡng mộ và nói, để theo đuổi thần tượng đầu tiên phải trở thành thần đường đá, Sương Mịch đã làm rất tốt rồi. Có thể nói, trong những năm gần đây, Sương Mịch đã trải qua những thăng trầm lớn nhất trong cuộc sống riêng. Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Sương Mịch lặng lẽ vươn lên vẫn là nữ thần quyến rũ. Hiện nữ diễn viên có một sự nghiệp rất thành công, công ty của cô đang hoạt động rất tốt, các nghệ sĩ dưới trướng của Mịch Tỷ cũng đang phát triển đến thời kỳ nở rộ. Trong vòng tròn giới giải trí, Sương Mịch có lẽ đạt địa vị nữ vương.